Xin chào quý vị và bà con. Mời quý vị và bà con cùng theo dõi bản tin thời tiết nông vụ ngày 28 tháng 12 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị và bà con, trong đầu tư phát triển đàn vật nuôi thì huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An đặc biệt chú trọng đàn hươu, nai vì đây là hai loài vật nuôi mặc dù phải đầu tư vốn lớn nhưng sản phẩm dễ bán, thị trường ổn định, có thể mang lại giá trị kinh tế cao từ việc cắt lộc nhung đem bán. Từ khi mọc đến khi cắt được khoảng 45 ngày. Trong khoảng thời gian này, các nông hộ chăn nuôi hươu nai đang rất tập trung để chăm sóc sức khỏe cho đàn vật nuôi của mình. Bởi đây là thời điểm vàng để hươu nai phát triển lộc nhờ mùa cắt lộc sau tháng giêng năm Canh Tý 2020. Tuy nhiên, bà con cần chú ý mặc dù hươu nai dễ nuôi, ít bị nhiễm dịch bệnh hơn so với lợn, trâu bò. Cùng với đó, thức ăn của hai loài vật nuôi này cũng dễ kiếm, chủ yếu là cỏ, lá sắn, xoan, bạch đàn, keo và rau khoai, ngô. Thế nhưng khả năng chống chịu với thời tiết mùa đông của chúng thì lại khá thấp. Nếu hươu nai bị rét thì lộc sẽ teo lại, không đạt được trọng lượng và làm giảm giá trị. Về diễn biến thời tiết tại khu vực Bắc Trung Bộ bao gồm cả tỉnh Nghệ An trong 24 giờ tới phần nào có thể tác động xấu đến sự phát triển lộc của đàn vật nuôi này. Cụ thể từ nay đến sáng sớm mai đới gió đông bắc ở tầng thấp thì vẫn hoạt động yếu dần nên mưa chỉ rải rác ở diện vài nơi, nhưng tiết trời còn khá rét khi nhiệt độ thấp nhất là từ 15 đến 18 độ. Về trưa chiều mai, trời nhiều mây, xen kẽ có lúc hửng nắng nhẹ, kéo nhiệt độ sẽ tăng dần lên 23 cho đến 26 độ. Với diễn biến thời tiết như vậy thì ngay từ bây giờ, bà con cần tăng cường các biện pháp chống rét cho đàn hươu nai của gia đình như là chuồng trại, cần làm bằng gỗ, nền hai đáy để thoát nước tốt, luôn đảm bảo khô ráo. Che chắn chuồng trại kín, tránh mưa tạt, tránh gió lùa, thường xuyên đốt lửa, sưởi ấm khu vực chuồng nuôi, trải rơm xuống nền chuồng. Đồng thời bà con chú ý thức ăn cho hươu nai thì phải đủ số lượng, giàu dinh dưỡng và đảm bảo sạch. Tiếp tục với thông tin thời tiết tại Trung và Nam Trung Bộ, thời tiết ngày mai là khá tốt, trời có nắng ấm với nhiệt độ cao nhất trong khoảng 26 đến 29 độ, ở cực Nam thì có nơi còn nhỉnh hơn đôi chút. Trở ra Bắc Bộ, trong đêm nay vùng hội tụ gió Tây trên cao vẫn là nguyên nhân gây mưa cho các tỉnh thành thuộc Tây Bắc Bộ, nhưng cường độ mưa thì giảm dần. Tác động của khối khí lạnh mạnh khiến nhiệt độ từ 13 cho đến 17 độ ở vùng đồng bằng, vùng núi trong khoảng 11 đến 14 độ, thậm chí một số nơi thuộc vùng núi cao nhiệt độ còn hạ sâu xuống dưới 10 độ và trời rét buốt. Sang ngày mai không khí lạnh suy yếu và di chuyển dần về phía biển, hội tụ gió trên cao thì cũng sẽ không còn hoạt động mạnh nên trời chuyển khô ráo nhưng còn nhiều mây, âm u, nhiệt độ toàn miền tăng dần lên mức 21 đến 24 độ. Đến với Tây Nguyên Nam Bộ, đêm nay trời phổ biến ít mưa, ngày mai nắng là trạng thái chủ đạo. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 26 đến 29 độ tại vùng cao nguyên và từ 30 đến 33 độ tại khu vực Nam Bộ. Thời tiết thuận lợi trong hoạt động canh tác ngoài trời của bà con. Nối tiếp bản tin, mời bà con cùng theo dõi phần dự báo chi tiết đêm nay và ngày mai cho các khu vực trên cả nước. Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 13 đến 16 độ, có nơi thì thấp hơn, nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 24 độ, có nơi cao hơn, độ ẩm trung bình từ 85 đến 95%. Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông, cấp 2, cấp 3, đêm và sáng trời rét, với nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 17 độ, vùng núi từ 11 cho đến 14 độ, vùng núi cao thì có nơi còn thấp hơn. Nhiệt độ cao nhất tại đây từ 21 đến 24 độ, độ ẩm trung bình từ 82 đến 92%. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam có mưa rào rải rác, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, phía Bắc đêm và sáng trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 18 độ, phía Nam có nơi cao hơn, nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 26 độ và phía Nam thì có nơi còn cao hơn, độ ẩm trung bình từ 80 đến 92%. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, mây thay đổi, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, với nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, phía Nam có nơi cao hơn. Nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ, có nơi phía Nam cao hơn. Độ ẩm trung bình từ 80 đến 90%. Tây Nguyên mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, trời rét về đêm và sáng. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 18 độ, có nơi thấp hơn. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 26 đến 29 độ, độ ẩm trung bình từ 77 đến 85%. Các tỉnh Nam Bộ mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, với nhiệt độ thấp nhất dao động từ 21 đến 24 độ, riêng miền Đông có nơi nhiệt độ thấp hơn. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 30 đến 33 độ, độ ẩm trung bình từ 78 đến 85%. Bản tin thời tiết nông vụ xin được khép lại tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và bà con trong các bản tin tiếp theo.